Thưa quý vị và các bạn, từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể. Trong đó, hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã đóng vai trò tiên phong trong mặt trận truyền thông, góp phần chung tay ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. Những ngày này, anh Triệu Văn Đường, cán bộ văn hóa xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn, đến trụ sở xã sớm hơn để kịp tiếp sóng chương trình truyền thanh của huyện. Những bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng tránh, bảo vệ sức khỏe và ổn định sản xuất kinh doanh. Cập nhật những văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ đó chúng tôi biên tập thành những bản tin và phát vào khung giờ nhất định để đồng thời là phát về các cụm loa các thôn bản mà trực tiếp người dân được nghe thấy trực tiếp ở mọi lúc mọi nơi. Dù đang tất bật chuẩn bị cho Tết cổ truyền, nhưng khi được tuyên truyền thay cho việc đi thăm thân như trước, hầu hết các gia đình đều lựa chọn đón Tết tại địa phương để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nhờ các thông tin hiện đại bây giờ, loa đài phát thanh này, điện thoại xong là máy vi tính là bọn em cũng hiểu biết về dịch COVID này là rất nguy hiểm. Em cũng là chi hội trưởng, em cũng là phối hợp với lại bên thôn là tuyên truyền và vận động những người đi làm ăn xa về là phải đi khám sức khỏe trước khi vào làng. Không chỉ tăng thời lượng, số buổi phát mà nội dung tuyên truyền trong phòng chống dịch bệnh cũng rất phong phú đa dạng. Với đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên, phóng viên truyền thanh từ huyện đến cơ sở chính là những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông phòng chống dịch COVID-19. Làm tốt cái công tác thông tin trên sóng thì nó sẽ hiệu quả hơn là việc đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà. Thì chúng tôi xác định điều đó thì là ngoài cái việc viết tin bài xây dựng phóng sự thì chúng tôi cũng tập trung vào các tài liệu mới cập nhật nhất để cho nhân dân nắm được. Ngoài những cái khẩu hiệu mà nhân dân nắm được thì người ta cũng hiểu được cái công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Ở những nơi xa xôi nhất, tiếng loa truyền thanh vẫn vang vọng mỗi ngày. Những bản tin vẫn được lên sóng đều đặn. Sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ làm công tác truyền thanh, truyền hình ở cơ sở, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.